Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mình mới đi vườn á, mình hái được một cái mít. Cái mít này rất là to nha, rất là to, rất là nặng. Đây, mình đinh lên cho các bạn xem nha. Nặng thiệt đó các bạn. Để mình sẽ cân thử cái mít này xem nó nặng bao nhiêu ký nha. Cái mít này nó 12,5 kg nha các nhà. Làm sao để biết nhận biết được cái trái mít chính mà là chính cây? Thì cái trái mít già thì cái nhà thực sự là mình nghĩ là ai cũng biết rồi ha. Cái trái già thì thường là cái gai nó sẽ nở, rồi cái da nó sẽ vàng vàng lên ha, nó có màu vàng lên, cái màu ngã vàng nhiều, cái gai nở rồi búng nó lên, nó bật. Đó, vậy đó, búng. À, các bạn nghe cái tiếng búng nè. Búng như vậy là cái trái nó già, nó chín đó. Đó, cái nhà nghe rõ. Đó, thì đó là nó già. Còn cái mà ai cũng biết nó chín đó. Tức là, đó là cái mùi thơm. Thì cái trái mình chín mình sẽ bay mùi thơm. Đó là cách ai cũng biết. Nhưng mà mình biết cái trái, mình phải biết cái trái nào già để mình dễ dàng, mình dễ mình theo dõi nó ha. Thì vàng già thì mình cũng đã hướng dẫn rồi, cái màu hơi ngã vàng, gai nở và búng như thế nào, bông ha. Rồi tới cái nhận biết mà cái trái mình chín cây. Đây là cái nhà giờ nó cuốn nè, ngay đây là một cái ngón của nó, khi mà nó chín cây á là các bạn bẻ ngay cái ngón này là nó gãy ngay cái ngón luôn. Nó có một cái ngón nha, làm sẽ gãy ngay cái ngón đó nếu mình chín cây. Còn nếu mà cái trường hợp á mà không biết nó chín cây hay là nó bị sử dụng thuốc thì các bạn sẽ cắt cái cuốn này đi nha. Mình nói lại là khi mà cái trái chín cây á, nó sẽ gãy ngay cái ngón, các bạn bẻ là nó sẽ gãy ngay cái ngón này, có một cái ngón nha. Còn khi mà người ta đã cắt xuống rồi á, cắt bằng dao á, thì cái vết cắt nó bằng, các bạn không biết, các bạn đi mua các bạn không biết nó là chín cây hay là những thuốc thì bạn cắt cái cuốn nó ra nha. Đây, các bạn cắt cái cuốn nó ra. Thì khi mà các bạn cắt cái cuốn nó ra, các bạn thấy nè, mũ của nó rải đều vòng tròn này, nó rải đều hết rồi. Đó, tức là cái này là nó chín vú ha, nó chín vú. Còn trái mít mà nhúng thuốc á, thì mũ sẽ bị gom lại, nó sẽ tươm một ít mũ hoặc là không tươm mũ luôn. Thì để gọt trái mít này mũ không bị dính dao, dính tay dính dao, thì cả nhà phải dùng tới dầu ăn. Dầu ăn thì nói chung là hiện nay cũng được như thế này. Đây, thì mình sẽ thấm vào cái miếng khăn ướt mình đã chuẩn bị trước nha. Rồi các bạn thoa lên dao nha, thoa lên dao. Khi bạn dao nó có lớp mỡ như thế này á, thì nó sẽ không bị dính mũ nha. Để mình thay nó hơi ít dầu, bạn thay nhiều dầu lên. Mỗi lần mà các bạn xẻ ra đó, thì các bạn nên thay dầu nó. Đây con dao nè, các bạn chỉ cần lấy cái khăn các bạn chùi qua một cái là con dao nó sẽ sạch bóng nha. Đây, cái trái mít này nó có rất là nhiều mũ nha các bạn, quá thì mũ luôn. Mình thấy dùng cách này thì nó không hiệu quả bằng cái cách mà ngâm con dao vào nước nha cả nhà. Cả nhà thấy cách nào hay thì cả nhà áp dụng nha. Khi mà mũ mà nó dính dao thì các bạn rửa nó khó lắm. Thường là các bạn chỉ lấy túi mũ gì đó, các bạn chạm vô cho nó dính cái mũ qua cái túi mũ, dính cái mũ mít á, qua cái túi mũ. Nó như vậy á, từ từ nó mới sạch. Còn cách này các bạn nhớ chà cho nó nhiều tại cho nó nhiều dầu ăn lên ha, cho nó ướt dao luôn, ướt hai mặt luôn nha. Rồi các bạn xẻ ra, xẻ xong thì khi mà các bạn cắt nữa, cắt một lần nữa là các bạn cũng phải thay thêm dầu ăn. Đó, chứ để mình cắt qua một lần là nó bị khô dầu ăn rồi. Đó, nên mình phải thêm một lần nữa. Mỗi lần xẻ là mỗi lần cắt ha. Như mỗi lần xẻ là mỗi lần thay dầu ăn lên. Rồi mình bạn nào thấy hay thì lúc lại mình thực hiện thử nha. Xem mình nấu có chính xác không nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại nha. Living life, every day.